Ngay từ sáng sớm, các ngả đường ở trung tâm thủ đô Moscow đã bị hạn chế. Các tuyến giao thông công cộng thay đổi lộ trình. Nhiều đội hình quân nhân và các đoàn xe quân sự của Nga tiến về Quảng Trường Đỏ. Trước đó vào đầu tháng 4, tại thao trường ngoại ô Moscow, các cuộc huấn luyện diễn tập chung đã bắt đầu, chuẩn bị cho một trong sự kiện quan trọng nhất ở Nga, cuộc duyệt binh ngày chiến thắng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, hơn 9.000 quân nhân và khoảng 70 phương tiện khí tài sẽ tham gia vào cuộc duyệt binh chính kỷ niệm ngày chiến thắng 19 tháng 5 năm nay ở Moscow. Đó là các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội đến từ các lực lượng quân binh chủng khác nhau, cùng với các thiếu sinh quân, học viên các trường quân sự. Ngoài ra còn có các đội bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức tại 7 thành phố anh hùng và 18 thành phố có trụ sở của các quân khu hạm đội. Tổng cộng có khoảng 150.000 người và 2.500 thiết bị khí tài sẽ tham gia lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay trên khắp nước Nga. Trước thêm lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 19 tháng 5 năm nay, thì một số khu vực ở Nga